Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về một phần cũng tương đối là hay được sử dụng ở trong Photoshop, đó là phần là filter. Filter thì chúng ta có thể nói nôm na đấy là một cái phần cung cấp các hiệu ứng về mặt hình ảnh cho những cái bức ảnh mà chúng ta vẫn làm ở trong Photoshop. Trước giờ thì chúng ta vẫn mới chỉ làm ở góc độ gọi là cơ bản, đó là chúng ta chọn những cái đối tượng cần thiết, chúng ta lọc với nó, chúng ta ghép, chúng ta tô màu, chúng ta chấm sửa, vân vân. Đấy là những cái thao tác nó cũng vẫn là tương đối là cơ bản. Thế và cái hiệu ứng mà ở mức độ cao thì chúng ta có cái layer style, tức là để chúng ta tăng cường thêm hiệu ứng cho hình ảnh. Và tuy nhiên thì còn một phần nữa nó tương đối là mạnh và tạo ra những hiệu quả thị giác rất là cao cho cái sản phẩm của mình, đấy là phần sử dụng filter. Filter thì nói nôm na một cách nào đó thì nó là cung cấp cho chúng ta những cái hiệu ứng rất là mạnh. Hầu hết tất cả mọi thứ ở trong Photoshop thì các bạn đều có thể làm tự mình tạo ra được. Ví dụ như là các bạn sử dụng bút thì các bạn có thể tự tạo ra ngòi bút riêng của mình. Ví dụ như là tô pattern, các bạn có thể tự tạo ra pattern của mình. Vân vân. Thế thì nhưng mà riêng với filter thì nó là cái thứ mà chúng ta chỉ có thể sử dụng được của Photoshop hoặc là của các hãng khác mà nó làm và tích hợp thêm vào, cài thêm vào thôi. Thế thì cái hiệu quả nó đem lại thì rất là mạnh. Trước hết thì tôi cũng nói thêm một tí về cái việc sử dụng filter. Về sử dụng filter thì từ cái phiên bản đầu tiên cho tới, tức là những cái phần đầu của Photoshop thì cho tới phiên bản 5.5 thì Photoshop nó vẫn cung cấp cho chúng ta một cách sử dụng filter tương đối là cá biệt, tức là mỗi một cái filter như thế khi chúng ta mở ra thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái cách làm việc là bấm vào cái nào là chỉ chạy cái đấy. Đấy. Thế thì nó cũng đã đem lại một cái hiệu ứng rất là tốt cho người làm. Tuy nhiên nó không tốt ở cái đoạn là nó không cho người ta xem xét trước được nhiều, nó không cho người ta có cái sự so sánh. Đấy. Thế và từ phiên bản 6.0 thì Photoshop có đưa ra một cái cải tiến mà nó mang tính rất là cách mạng trong cái việc sử dụng filter, đó là họ tạo ra một cái môi trường làm việc nó gọi là filter gallery. Trong đó thì nó sẽ giới thiệu cho chúng ta tổng quan về các cái filter có thể áp dụng được, có thể dùng được ở trong filter gallery. Đồng thời nó cho chúng ta xem trước, nó tạo điều kiện cho chúng ta so sánh trong cùng một cái mục tiêu như thế này thì áp dụng cái filter nào là mang lại hiệu quả tốt nhất. Thế thì đây chúng ta có thể giới thiệu nhanh. Đấy là cái filter gallery đây. Chúng ta vào menu filter, chọn filter gallery. Khi mà chúng ta nhấp vào filter gallery thì nó sẽ mở ra một cái cửa sổ như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Cái cửa sổ filter gallery này nó gồm có 3 phần. Phần ở phía bên tay trái này là cái cửa sổ preview, nơi mà chúng ta có thể xem xét được tất cả những cái sự thay đổi của bức ảnh khi được gắn một hiệu ứng nào đó. Các bạn có thể sử dụng cái phím cộng hoặc phím trừ ở đây để các bạn tăng giảm phần trăm, hoặc các bạn có thể nhấp đúp luôn vào đây, các bạn chọn và các bạn lấy một cái tỷ lệ phần trăm nào đó để các bạn có thể quan sát cái bức ảnh. Ở khu vực nằm giữa này thì nó là cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về các cái nhóm filter mà Photoshop cung cấp cho các bạn trong một quá trình làm việc. Và khi các bạn chọn một cái sổ ra một cái thư viện nào đó thì nó sẽ cho các bạn nhìn thấy tất cả những cái filter có ở trong cái nhóm đó. Tất nhiên cũng có những trường hợp cá biệt, tức là trong một nhóm nhưng nó chỉ giới thiệu một vài cái chạy được ở trong cái filter gallery này thôi, còn một số khác thì vẫn phải chạy theo kiểu cũ. Và để thử nghiệm một cái nào đó thì thao tác làm việc ở trong filter gallery này nó rất là dễ, đó là chúng ta chỉ việc là mở cái thư viện filter ra, sau đó thì chọn bằng cách là bấm vào một trong những cái danh sách được trình bày ở đây, và các bạn quan sát ngay lập tức ở phía bên tay trái, cửa sổ preview bên tay trái, xem là khi chúng ta áp dụng cái filter gallery này vào thì nó sẽ biến đổi như thế nào. Một điều quan trọng nhất mà cái filter gallery nó cho đem lại cho chúng ta
đó là cái sự so sánh. Ví dụ tôi nói là cái nhóm artistic này thì nó cung cấp cho chúng ta một cái tiện ích, đó là biến đổi một cái bức ảnh thông thường sang thành một cái dạng trình bày nó mang tính, chúng ta cứ nói nôm na gọi là cái tính nghệ thuật đi. Đấy, nó có thể mô phỏng, giúp chúng ta mô phỏng các dạng chất liệu, ví dụ như là từ một bức ảnh thông thường chuyển sang thành chất liệu như là vẽ bằng bút chì màu này, vẽ bằng màu nước này, vẽ bằng sơn dầu này, vân vân. Thế thì khi mà tôi có một cái tư tưởng là tôi muốn biến đổi một bức ảnh thông thường thành một cái dạng có hơi hướng mang tính chất nghệ thuật như thế, thì tôi có thể là so sánh bằng cách là đầu tiên tôi kích vào một cái chất liệu, ví dụ như là chất liệu bút chì màu đấy, và sau đó tôi thử nghiệm, tôi có thể kích sang cái watercolor chẳng hạn, là cái màu nước đấy, hoặc là tôi có thể chọn cái dry brush này chẳng hạn, là mô phỏng cái chất liệu như là sơn dầu, ví dụ như thế. Thế thì cùng một cái yêu cầu là muốn đem lại một cái nhìn mà nó mang tính chất nghệ thuật một chút chứ không phải nhiếp ảnh thông thường, thì mình có thể so sánh ngay, so sánh lập tức giữa các cái chất liệu khác nhau, thì xem là với ý tưởng như thế thì cái mô phỏng nào nó sẽ đem lại cái hiệu quả mà giống như tưởng tượng của mình hoặc là giống như mong muốn của mình nhất. Thì đấy là một cái bước tiến mà tôi nghĩ rằng là nó là cuộc cách mạng rất là lớn ở trong cái việc sử dụng filter. Thế còn khu vực ở phía bên tay phải này thì nó cung cấp những cái tùy biến cho filter mà chúng ta đang sử dụng. Đấy, nó cái các con trượt này để gia giảm các tham số cho cái filter đang được áp dụng, thì nó có nhiều hay có ít tham số như thế nào thì nó lại tùy thuộc một chút vào cái việc mà chúng ta áp dụng cái filter nào. Tuy nhiên nó là một cái cách làm việc trực quan và cho phép chúng ta là xem xét các cái biến đổi được áp dụng vào trong bức ảnh như thế nào, và bằng cách là kéo con trượt này thì chúng ta có thể quan sát ngay lập tức với gần như là thời gian thực đấy, là khi mà chúng ta áp dụng một cái filter với các tham số khác nhau thì nó lại hiệu quả như thế nào. Sau khi mà chúng ta cảm thấy là hài lòng về kết quả thì chúng ta có thể nhấp OK để chúng ta cập nhật những cái biến đổi đó vào trong cái bức ảnh của chúng ta. Thế thì nó có thể cung cấp cho chúng ta những cái gì? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem một chút. Trước hết là điểm danh về cái thư viện, thì Filter Gallery cung cấp cho chúng ta một số thứ như sau. Thứ nhất là nhóm Artistic, thì nhóm này cung cấp cho chúng ta cái khả năng là biến đổi cái bức ảnh sang thành cái tính chất nghệ thuật, có thể là về phương pháp thể hiện, về chất liệu. Dạng thứ hai, thư viện thứ hai thì cung cấp cho chúng ta là brush stroke, tức là các cái hiệu ứng mô phỏng về các cái nét bút thể hiện lên trên cái bức ảnh như thế nào. Đấy. Cái nhóm thứ ba, distort. Distort thì nó cung cấp cho các bạn những cái phương pháp làm biến đổi cái hình ảnh bằng cách là phá vỡ các cái cấu trúc, dịch chuyển các điểm ảnh rất là mạnh theo các cái phương pháp khác nhau để tạo nên những cái hiệu quả thị giác rất là khác biệt cho cái bức ảnh của mình. Sketch thì là cung cấp cho các bạn một cái phương pháp là chuyển đổi một cái bức ảnh thông thường sang thành dạng như là những cái bức vẽ, những cái bức phác thảo với các cái tùy biến khác nhau. Nhóm Stylist thì nó cũng cung cấp cho chúng ta cái cách biến đổi tạo ra những cái style cho bức ảnh, nhưng mà như tôi vừa mới nói thì nhóm style này thì hơi đặc biệt, nó chỉ cung cấp cho chúng ta có duy nhất một cái glowing edge này thôi. Nhưng mà thực tế thì cái nhóm đó ở trong nhóm filter thì nó còn nhiều thứ nữa cơ. Sketch này thì là đủ này, distort thực ra nó còn nhiều nữa, nhưng mà nó cũng chỉ cung cấp cho chúng ta ba cái tùy chọn có thể thực hiện tốt được luôn ở trong cái môi trường filter gallery. Thế và cuối cùng, cái nhóm cuối cùng này đây, texture, là nó sẽ giúp chúng ta biến đổi về mặt chất liệu cho cái bức ảnh, ví dụ như là thể hiện các chất liệu như là lạch lát này, hay là chất liệu vải này, hay là làm trên nền xi măng này, hay là làm mô phỏng kính màu, vân vân.
Thế thì cách sử dụng thì như các bạn thấy là rất là dễ. Đấy, chúng ta chọn một cái như thế này, sau đó quan sát cái hiệu ứng mà nó mang lại cho chúng ta ở trong cửa sổ này. Và sau khi mà chúng ta thấy là hài lòng với lại cái chất liệu hoặc là cái hiệu ứng mà nó đem lại rồi thì các bạn có thể là gia giảm thêm các tham số bằng cách là kéo các con trượt này để chúng ta thay đổi những cái tham số cho riêng bộ lọc này, và đến lúc mà các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì nhấp OK để cập nhật những cái biến đổi đó. Thì cách dùng nó rất là đơn giản như vậy thôi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu nhanh một chút tất cả những cái filter mà nó có ở trong cái nhóm filter gallery này. Đấy, để biết được qua một vòng là những cái hiệu ứng đó nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì. Thế như chúng ta vừa nói chuyện thì đầu tiên là cái nhóm artistic. Artistic thì nó cung cấp cho các bạn 3 này, 6 này, 9 này, 12, 15. 15 cái hiệu ứng tất cả. Đầu tiên là color vignette thì nó sẽ mô phỏng cho các bạn là một bức ảnh từ bức ảnh chụp thông thường chuyển sang thành thể hiện giống như là bằng chất liệu bút chì màu. Đấy. Và cái này thì nó có ba cái con trượt, một là pencil width này, thứ hai là stroke pressure này, và thứ ba là paper brightness. Thế thì cái con trượt đầu tiên thì nó sẽ giúp cho các bạn mô phỏng là cái độ dài của nét vẽ của nét bút. Đấy. Nét bút ngắn hay nét bút dài thì sẽ chúng ta sẽ điều khiển bằng cái con trượt này, thì nó sẽ giúp chúng ta mô phỏng những cái nét bút dài hay ngắn khi mà chuyển đổi sang thành chất liệu bút chì màu. Thứ hai là stroke pressure thì nó sẽ mô phỏng là cái nét bút này được nhấn mạnh hay nhẹ. Đấy, nhấn nhẹ thì nó nét bút nó mạnh và nó nhạt thôi. Thế còn nếu như mà chúng ta chọn cái tham số mà lớn thì cái nét bút này nó sẽ đậm, nó sẽ to, nó giống như là chúng ta nhấn cái bút thật là mạnh xuống dưới tờ giấy. Thế còn cái phần paper brightness này thì nó sẽ xác nhận là cái độ trắng của cái giấy, nền giấy. Đấy. Và bằng cách là kéo con trượt này thì chúng ta có thể làm cho cái hình ảnh của chúng ta nó ngả xám nhiều hơn hay là ngả trắng nhiều hơn. Thế còn cái bộ thứ hai, cái Kuto. Kuto thì nó mô phỏng cho chúng ta về cái một cái chất liệu, thực ra nó là chất liệu sơn dầu. Nhưng mà sơn dầu thì nó có hai cái phương pháp vẽ thông thường. Đấy là người ta sử dụng bằng bút lông để vẽ sơn dầu, hoặc là người ta sử dụng một cái phương pháp nữa là sử dụng cái dao trộn màu hay là bay trộn màu, và người ta chát từng lớp màu, từng miếng màu lên trên cái toan. Thì đây là cái phương pháp mà mô phỏng về cách vẽ sơn dầu bằng bay thì nó sẽ mảng miếng hơn. Thế cũng tương tự như là cái bên color pencil thì nó có ba cái con trượt bao gồm number, cấp độ này đấy, rồi cách cách xử lý các cái đường biên đấy, và cái mật độ. Thế thì bằng cách là gia giảm các tham số này thì chúng ta cũng có thể là làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó kỹ lên được đến đâu đấy, mô phỏng chi tiết hơn hay là mảng miếng đơn giản. Thì bằng cách là thay đổi những cái con trượt này thì các bạn quan sát, khi nào các bạn cảm thấy hài lòng thì các bạn cũng nhấn OK để xác nhận nó. Cái trường hợp thứ ba, cái dry brush thì nó sẽ mô phỏng cái cách vẽ là bằng bút lông đấy, và bút lông thì nó sẽ có cái tính chất hơi khác biệt so với lại cách vẽ bằng bay, đó là nó mịn hơn, nó chi tiết hơn, nó ít có cái tính chất mảng miếng giống như là chát bằng bay đấy. Và trong này thì chúng ta sẽ có brush size là cái kích thước của cái bút vẽ này đấy, mô phỏng cái bút vẽ to hay bút vẽ nhỏ này. Bút vẽ nhỏ thì nó gần giống với ảnh hơn, tức là nó tỉ mẩn hơn, nó sẽ chi tiết hơn. Còn nếu mà các bạn muốn tìm kiếm một cái hiệu ứng nào đó mà nó mảng miếng, nó mạnh mẽ hơn, khỏe khoắn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái brush size nó lớn lên một chút đó. Brush detail thì nó sẽ mô phỏng những cái chi tiết nó kỹ đến đâu. Các bạn muốn làm cho các chi tiết này nó hiển thị kỹ, nhiều kỹ các thứ thì các bạn có thể là thay đổi cái tham số này. Thế còn texture là cái mảng gọi là mô phỏng chất liệu đấy, thì nó
cũng sẽ giúp cho các bạn là làm cho cái bức ảnh này nó kỹ đến mức độ như thế nào thì các bạn tùy vào mong muốn của mình mà các bạn kéo con trượt này. Muốn quan sát kỹ thì các bạn có thể là vẫn sử dụng cách phóng như thông thường, đúng không? Các bạn có thể là nhấn Control và phím cách như thế này để các bạn có thể phóng lớn một cái vùng nào đó lên, các bạn xem chi tiết xem là áp dụng cái bộ lọc này thì các tham số như thế nào là phù hợp, nó đủ chi tiết hay không, hay là nó đủ khỏe hay không theo cái mong muốn của mình. Cái trường hợp thứ tư thì là trường hợp film grain. Trường hợp này thì nó không phải là vẽ mà nó lại mô phỏng giống như là một cái ảnh chụp hay là một cái cảnh ở trong một cái con phim được quay. Thì nó thay đổi bức ảnh bằng cách là nó đưa những cái hạt nhiễu vào trong cái bức ảnh của chúng ta. Các bạn xem một cái phim mà phim mới thì các bạn thấy là những cái cảnh nó rất sâu, màu nó rất mịn, tất cả rất rất trong trẻo. Tuy nhiên là nếu như các bạn xem những cái cuốn phim cũ thì các bạn sẽ thấy một điều là nó hay bị nhiễu, nó hay bị các hột hạt vân vân nó hiện lên trên màn hình khi mà chúng xem lại những cái phim tài liệu, phim tư liệu cũ. Đấy là cái tình trạng gọi là bắt đầu nó không được tốt nữa rồi, chất lượng của phim gốc nó không được tốt nữa rồi và bắt đầu nó xuất hiện những cái hạt nhiễu đó ở trên phim. Thì cái hiệu ứng phim grain này thì nó cũng mô phỏng cái dạng như thế, nó đưa những cái hạt nhiễu vào trong cái bức ảnh của chúng ta. Đấy, các bạn quan sát khi tôi tăng cái giá trị grain này thì những cái đốm, những cái hạt đó nó xuất hiện rất là nhiều ở trên cái bức ảnh. Nó một là nó đem lại cái cảm giác rằng là nó hơi cũ kỹ một tí. Thứ hai nữa là ở một góc độ khác thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác là cái chất liệu bây giờ nó trở nên xốp hơn so với lại cái chất liệu gốc ban đầu. Thế cái mật độ đấy, cái mật độ phủ như thế nào này thì các bạn có thể xử lý ở phần intensity. Thế còn highlight thì nó sẽ tăng cường cái độ sáng ở trong cái bức ảnh, và tất nhiên độ sáng mà tăng thì những cái nhiễu này nó sẽ nhìn nó sẽ ít đi. Đấy thì chúng ta có thể là sử dụng ba con trượt này để gia giảm cái độ hạt nhiễu được ép thêm vào, được đưa thêm vào trong cái bức ảnh như thế nào. Fresco thì trường hợp này thì nó hơi giống như là một cái bức vẽ, nó hơi mang tính chất màu nước hoặc thủy mặc một chút, nó tập trung rất là nhiều vào những cái điểm mà có tính chất là màu tối ở trong bức ảnh đấy, và nó nhấn mạnh những cái đấy lên, nó làm cho bức ảnh có thể có vẻ như là tối đi nhưng đồng thời nó cũng làm cho cái bức ảnh nó có một cái gì đó trông nó sẽ chắc hơn so với lại một cái bức ảnh sáng sáng đấy. Thế thì cũng có những cái con trượt để cho các bạn có thể gia giảm những cái tham số ở đây. Brush size thì là nó sẽ cho phép các bạn điều chỉnh các cái nét bút nó to hay là nó nhỏ, đúng không? Brush detail thì nó sẽ cho phép là hiển thị những cái chi tiết là nó kỹ hay là nó thoáng qua. Thế còn texture thì nó sẽ làm cho cái chất chất liệu nó sẽ trở nên rõ ràng hơn hay là nó nhạt nhòa. Đấy. Trường hợp thứ sáu ở trong này thì đó là trường hợp mà neon glow. Ở trường hợp này là một trường hợp tương đối đặc biệt là nó sẽ đem lại một cái hiệu ứng giống như là chúng ta xem một cái bức ảnh ở trong một cái môi trường mà ánh sáng trong nhà, và đây là ánh sáng đèn neon. Thế nó có hai vấn đề. Một là khi chúng ta quan sát một cái bức ảnh ở dưới một cái nguồn sáng có tính chất màu nào đó thì nó sẽ nhuộm tổng quan cả cái, hay là nó phủ lên trên bề mặt của cái bức ảnh cái màu của chính cái đèn mà chúng ta đang 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 sử dụng đó. Thế thì cái đèn này thì nó ở đâu, nó lấy cái màu gì thì các bạn quan sát một chút ở đây, đó là nó sẽ lấy cái màu ở hộp màu tiền cảnh này. Hộp màu tiền cảnh này có màu gì thì nó sẽ tạo ra một cái ánh sáng đúng cái màu như thế, nó phủ lên trên cái bức ảnh của chúng ta. Ví dụ vừa rồi là chúng ta để ở màu đỏ thì các bạn nhìn thấy là cái bức ảnh của chúng ta nó cũng phủ cái tính chất màu đỏ như thế. Bây giờ tôi chuyển sang một cái màu khác, ví dụ tôi chuyển sang màu xanh này đi. Đó, và tôi áp dụng lại thử cái này. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là cái bức ảnh của chúng ta nó cũng được phủ màu xanh. Thế ngoài ra thì nó còn có thêm một cái nữa là
cái phần glow. Glow thì là cái phần mà quầng sáng. Quầng sáng thì quầng sáng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở các cái phần mà chu vi của các mảng miếng. Đấy, và nếu như các bạn quay trở lại một chút với lại cái phần layer style thì các bạn đã thấy là nó có cái hiệu ứng layer style là outer glow, đúng không? Là một cái quầng sáng phủ ra ngoài một cái đối tượng hay một cái layer là nó đang được lựa chọn, thì cái phần mà glow color này nó cũng có tính chất gần tương tự như thế. Ngoài cái việc mà phủ màu tổng lên trên bức ảnh thì trong các cái phần mà chi tiết ở trong bức ảnh thì nếu như nó đã xác định được đường biên hoặc là các vùng màu khác nhau thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng mà nó sẽ có cái ánh sáng nó tỏa ra đấy. Thì ở đây các bạn sẽ có ba cái tham số, một là cái glow size thì nó sẽ làm cho cái glow này nó được tỏa ra rộng hay hay là hẹp, đúng không? Glow brightness thì nó sẽ làm cho đây chúng ta sẽ nói tiếp một chút là vừa rồi là chúng ta đề cập tới cái phần glow size đấy, còn cái phần glow brightness này thì nó sẽ làm cho các cái phần mà glow nó sẽ sáng lên hay là nó tối đi. Đây ví dụ như là tôi kéo đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là hầu như là nó không 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 rõ được cái glow nữa, nhưng mà khi tôi kéo cái con chuột này sang bên phải thì cái phần hào quang đó nó sẽ hiển thị rõ hơn. Thế và chúng ta còn can thiệp được vào thêm một vấn đề nữa là glow color, tức là các bạn muốn cái này nó có màu gì thì tôi có thể thay đổi, và sau khi tôi thay đổi thì tất cả những cái phần mà nó tỏa ra cái glow này thì nó sẽ đổi theo cái màu mà tôi vừa mới chọn. Đấy, thì đây là cái biến thể thứ sáu ở trong cái nhóm artistic. Đấy. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái tùy chọn nữa, một cái bộ lọc nữa là Pentadot. Thì cái này nó cũng hơi hơi mô phỏng giống như là một cái cách vẽ đấy, một cái cách vẽ đắp màu. Thì ở đây chúng ta có ba con chuột, brush size thì quen thuộc rồi, đấy là chúng ta sẽ làm cho cái nét bút mô phỏng ở đây nó to hay nhỏ. Tất nhiên ở đây các bạn nhớ cho tôi một cái nguyên tắc như thế này: bút càng to thì trông bảng miếng nó càng lớn và nó càng ít chi tiết đấy. Thế còn sharpness thì là nó làm cho tăng hay giảm cái độ sắc nét ở các chi tiết. Và cuối cùng thì cái phần brush tip thì cái kiểu loại thì các bạn sẽ có một số các cái kiểu loại nét bút khác nhau, và bằng cách là thay đổi này thì các bạn sẽ thấy được là cái sự thay đổi ở trên cái bức ảnh của chúng ta. Thế cái này thì nó không có một cái quy tắc cụ thể nào cả, mà nó phụ thuộc rất nhiều vào cái ý tưởng của các bạn là các bạn muốn cái bức hình nó như thế nào. Thì bằng bằng việc thay đổi cái tùy chọn này thì chúng ta sẽ xem cái biến đổi nào đó nó đem lại cái hiệu quả thị giác mà giống nhất với cái tưởng tượng hay là cái mong muốn của mình, thì các bạn hãy chọn cái kiểu bút đó. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái là palette knife. Palette knife này thì nó sẽ có ba cái con trượt đấy, một con trượt là stroke size thì nó sẽ mô phỏng là cái nét bút là nó to hay nhỏ, dày hay mỏng, đúng không? Stroke detail thì nó sẽ làm cho cái chi tiết của hình nó như thế nào. Cái này thì là một cái cách thức là nó cũng hơi mô phỏng vẽ, nhưng mà theo một cái cách là nó giảm lược hình ảnh thì rất nhiều. Thế còn sharpness này thì là nó sẽ giải quyết là cái độ xốp, độ mềm của cái bề mặt cái bức ảnh nó sẽ như thế nào khi mà chúng ta thay đổi cái tham số. Cái biến thể thứ 9 đó là cái plastic wrap thì nó không can thiệp gì vào cái nền ảnh phía sau, nhưng nó lại tạo ra một cái hiệu quả cho chúng ta là ở trên bề mặt cái bức ảnh này được tráng, được phủ một cái lớp nó như là cái chất liệu nhựa đó. Đấy, thế nhưng nó không phẳng đâu, nó không phẳng đâu, nó hơi gợn bề mặt lên một tí. Thì cái này các bạn có thể là gia giảm các tham số để cái hiệu ứng mà tráng plastic lên trên này nó thay đổi đó, chi tiết nhiều hay ít. Đấy, chi tiết là gì? Chi tiết ví dụ như cái detail này nếu như tôi giảm ít đi thì cái lớp mà plastic nó phủ lên trên nó ít,
và nó sẽ làm cho chúng ta nhìn nó chỉ là một lớp mỏng thôi. Qua đó thì nó sẽ duy trì cái nguyên trạng của cái bức ảnh ở mức độ cao hơn. Còn nếu như mà chúng ta để cái detail này nó lớn lên thì cái lớp mà tráng plastic nó dày thì nó sẽ làm cho chúng ta quan sát khó hơn những cái chi tiết hoặc là những cái hình ảnh ở bên dưới. Để với lúc ấy thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái lồi lõm hay là hắt sáng ngược từ cái lớp plastic đó. Đấy, đấy rồi thì đây cái độ bắt sáng đó, độ bắt sáng, độ hắt sáng của cái lớp đó nó cao hay thấp. Đấy, và nó làm cho chúng ta có cảm giác là cái lớp phủ này dày hay mỏng. Đấy, còn smoothness này thì nó sẽ làm cho cái những cái bước nhăn ở trên cái lớp plastic này đấy, nó nhỏ hay nó to. Đấy, tất nhiên mỗi một tham số khi mà các bạn thay đổi thì nó đều làm cho cái hiển thị nó khác biệt đi. Đấy. À, trường hợp poster edge này thì nó có một chút nào đó nó hơi giống cái phần fresco, tức là nó sẽ nhấn nhiều vào những cái phần mà mảng những cái phần tối. À, tuy nhiên thay vì là nó can thiệp mạnh vào những cái mảng, những cái tính chất nó hơi mang tính mảng một chút, thì ở đây nó đi vào những cái nét nhỏ hơn hoặc là những cái cái phần rìa giữa mảng màu nọ với mảng màu kia, giữa chi tiết nọ với chi tiết kia. Đấy, và các bạn có thể là gia giảm cái độ mạnh, độ rõ của các vùng biên này hoặc là những cái nét đen thêm vào bằng cách là thay đổi ba con trượt, một cái con trượt edge thickness này, edge intensity và posterization. Đó. Cái này posterization này thì các bạn hãy nhớ lại là hôm trước là ở phần gì nhỉ? Ở phần menu image, phần adjustment thì chúng ta cũng đã có một cái bộ bộ lệnh tương tự như thế này. Cái phần posterize thì nó đã có cung cấp cho chúng ta là cái hiệu ứng để làm giảm bớt các cái bước chuyển chuyển và nó làm cho chúng ta thấy là điều chỉnh nó tinh hay là nó thô, đúng không? Thì cái phần posterization này nó cũng là áp dụng một phần cái tùy chọn chỉnh đó. Rule pastel thì cái này là mô phỏng về cái cách vẽ bằng bằng phấn màu. Đấy, chuyển từ một bức ảnh sang thành một cái hình, một cái bức vẽ bằng phấn màu, chất liệu phấn màu. Tất nhiên là các cái tham số này thì nó cũng gần gần tương tự như những cái tùy chọn mà tôi đã giới thiệu trước đây thôi. Đấy, nét bút dài hay ngắn này, chi tiết nhiều hay ít này, đúng không? Rồi cái phần texture này thì nó có một chút đặc biệt hơn, tức là nó sẽ thể hiện cái bức vẽ này được 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 vẽ, được dựng ở trên một cái nền chất liệu như thế nào. Chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn, ví dụ như là brick có nghĩa là vẽ phấn, nhưng mà vẽ phấn lên trên cái nền là nền gạch này, đúng không? Hay là bullet này, hay là canvas là cái vải này, vân vân. Thế còn các cái tham số này thì nó lại can thiệp cho cái gì ạ? Cho cái nền. Đấy, ví dụ như là brick thì ở đây các bạn nhìn thấy là nó đã mô phỏng là chất liệu gạch rồi, nhưng mà cái tỷ lệ, cái scale này thì nó đang để ở cái scale tương đối nhỏ đó. Nếu như mà tôi kéo lên nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì đấy, cái gạch này thì nó sẽ to hơn hoặc là nó rõ hơn đấy. Rồi hay là nó thêm một cái nữa, ví dụ như là cái ánh sáng thì chiếu theo chiều nào, tại vì là khi mà nó đã mô phỏng ở trên một cái chất liệu nó có cái độ mà lồi lõm ở trên bề mặt đấy chứ nó không phẳng, thì cái ánh sáng chiếu vào nó sẽ tạo ra những cái khoảng tối khoảng sáng khác nhau. Chiếu theo chiều này thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng khác, chiếu theo chiều kia thì nó sẽ tạo theo một cái hiệu ứng thị giác nó khác đi một tí. Thì các bạn có thể là thay đổi thử cái chiều ánh sáng, ví dụ đây là đang ở bottom này đấy, thế nhưng mà tôi chọn là bottom left thì lúc ấy chúng ta sẽ lại nhìn thấy cái viên gạch hoặc là những cái hình thù này nó hiển thị ra một khác. Đấy, ví dụ như thế. Smooth stick thì chúng ta vẽ bằng thể hiện ra một cái chất liệu vẽ hơi giống như là cái sáp màu. Đấy, phấn màu với các nhé, phấn thì nó sẽ có một cái độ mà nó hơi có cái tính chất xốp,
Đấy, phấn màu thì nó có hơi hơi có tính chất sốt bề mặt, nhưng mà ngược lại cái sáp màu ấy thì nó sẽ có tính chất nó bền hơn. Đấy, nó không có tính chất sốt bề mặt. Đấy. Spon. Spon thì nó sẽ có một cái gì đó nó hơi hơi giống như cái phần film grain này, nhưng mà thay vì là đưa ra những cái hạt nhiễu nó bé. Đó. Thay vì việc là đưa ra các hạt nhiễu bé thì các bạn sẽ thấy là khi mà tôi sử dụng spon thì nó cũng đưa một cái chất liệu vào, nhưng mà ở đây nó có một cái bề mặt nó to hơn, nó cái texture, cái chất liệu này nó có vẻ to hơn, nó không xốp bằng so với lại cái phim grain này. Các bạn đã bao giờ quan sát cái bề mặt của tấm tôn hoa chưa nhỉ? Đấy thì nó sẽ có cái tôn trắng trắng, tôn 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 trắng, nó có một cái tôn nó gọi là tôn hoa, thì nó sẽ có những cái hoa văn vòng vèo ở trên bề mặt. Đấy thì cái này nó hơi hơi giống như thế, tức là tạo ra những cái texture, tạo ra những cái chất liệu nó hơi giống như cái hoa văn ở trên mặt tôn ấy. Đấy, underpainting thì cái này nó cũng giới thiệu là những cái dạng chất liệu thể hiện ở trên các chất liệu khác nhau. Đấy, ví dụ như là đấy, nó cũng mô phỏng này, chất liệu gạch này, chất liệu nền xi măng này, chất liệu vải vân vân, và nó cũng cho chúng ta một số các cái tùy chọn, ví dụ như là nét bút to hay nhỏ này, đấy, hay là tỷ lệ của cái chất liệu đằng sau nó nhiều hay ít, to hay nhỏ đấy, và cũng có cái phần chiều ánh sáng, tại vì khi mà đã ở trên một cái bề mặt như thế thì bao giờ đã có tính rồi đó thì nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều từ cái nguồn sáng, hướng chiếu sáng, vân vân. Thế còn watercolor thì vừa nãy chúng ta đã nói rồi, nó mô phỏng cái chất liệu là vẽ lại một cái gì đó bằng chất liệu màu nước. Đấy, thế thì đấy là sơ bộ chúng ta giới thiệu nhanh về cái nhóm đầu tiên là nhóm artistic. Đấy, có thể là nó thể hiện bằng một vài chất liệu nào đó, hoặc là thêm một cái hiệu ứng nào đó vào, hoặc là tráng một cái hiệu ứng lên trên, hoặc là đặt nó trong một cái môi trường mà có ánh đèn chiếu, chẳng hạn như cái phần neon glow. Trường hợp thứ hai thì đó là cái nhóm brush stroke. Thì cái này nó làm việc lại theo cái hướng là chú trọng sâu vào cái vấn đề là nét bút thể hiện như thế nào. Nó vẫn là thể hiện, không phải là một bức ảnh, nó hơi có cái tính chất giống như là cái vẽ, và nó thể hiện cho chúng ta các kiểu nét bút khác nhau. Đấy. Bằng cách là thay đổi các cái tham số này thì chúng ta sẽ thấy là cái bức hình của chúng ta nó thay đổi đi. Đây, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách là tắt hay bật cái mắt này. Đấy. Khi các bạn tắt hay bật cái mắt này thì các bạn sẽ nhìn thấy là trước khi áp dụng và sau khi áp dụng thì trông nó như thế nào. Đấy. Và Edge brightness thì nó sẽ tăng cường là xử lý vào những cái phần mà sáng hay tối ở các cái viền, các cái rìa của các cái khu vực màu khác nhau. Đúng không? Smoothness này thì nó sẽ xử lý là làm cho nó nhòe mờ đi, hay là nó sắc nét, nó rõ chi tiết. Angle stroke thì nó sẽ có cái cách thể hiện là nó tạo ra một cái nét bút mà gạch theo một chiều nào đó. Đấy thì ở đây chúng ta có ba cái con trượt. Một là cái direction balance. Khi mà chúng ta kéo cái con trượt này đi sang các vị trí khác nhau thì cái chiều hướng đây, các bạn quan sát, tôi có thể bật nó lớn lên như thế này để các bạn quan sát kỹ. Ví dụ tôi thay đổi cái direction balance thì các bạn sẽ thấy là cái hướng của cái nét vẽ mô phỏng này thì nó sẽ thay đổi chiều đi. Tôi kéo sang bên phải thì nó lại xoay sang một cái hướng khác. Đấy. Thì nó sẽ có hai chiều, từ trái sang hay từ phải sang, đấy là hai chiều chủ đạo. Thế còn stroke và len thì cái nét này nó được thể hiện một cách dài ra như thế này hay là ngắn. Đây, các bạn quan sát ở trên này, đây là nét dài đó, và đây là dạng nét ngắn. Thế còn cái sharpness này thì nó sẽ làm cho cái tương phản giữa các cái nét này nó mạnh hay là nó nhẹ. Thì đây là cái biến thể thứ hai, angle stroke. Thế còn cái trường hợp thứ ba, cái crosshair này thì nó lại là một cái nó gấp đôi lên so với angle stroke. Angle stroke thì các bạn sẽ luôn luôn sẽ chỉ thấy một chiều thôi nhá, các bạn sẽ chỉ thấy một chiều hoặc là nét
trái sang hoặc là nét phải. Thế còn cái crosshatch này thì nó sẽ là đan nét chéo vuông góc với nhau đấy, cả chiều trái sang lẫn cả chiều phải. Dark stroke thì thằng này nó sẽ nhấn mạnh rất là nhiều tới cái nét ở trong cái bức hình này đấy, và nó nhấn rất mạnh vào những cái khu vực tối, đồng thời là những cái khu vực mà mang tính giao biên giữa cái vùng nọ với vùng kia đấy. Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó đưa màu đen vào đây rất là nhiều, và nó làm rất rõ ràng những cái khu vực mà thứ nhất là tối màu, thứ hai là biên vùng giáp ranh giữa cái vùng sáng và vùng tối. Đấy. Các bạn có thể ra giảm ánh sáng bằng cách sử dụng cái con chiều thứ ba này, white intensity, mật độ chiếu, mật độ màu trắng nhiều hay ít, đó, mật độ màu đen nhiều hay ít, đấy, và cái balance này thì chúng ta sẽ là làm cân chỉnh giữa hai cái màu trắng, cái tỷ lệ màu trắng với màu đen ở trong cái bức hình này. Đấy, ink outline thì cái này nó giống như là một cái bức vẽ mà vẽ bằng bút bút sắt hoặc là bút kim. Đấy, và nó cũng chú trọng rất là nhiều vào các cái chi tiết, vào những cái vùng giáp ranh. Cái này thì nó có vẻ kỹ hơn những cái này. Đó, dust stroke này. Đấy thì các bạn thấy là nó vẫn là mang tính gọi là thêm trắng thêm đen vào để nó nhấn những vùng tối, và nó nhấn vào những cái vùng giáp ranh. Tuy nhiên là cái in outline này thì các bạn nhìn thấy là nó can thiệp vào rất rõ, gần như là mỗi một cái mảng, mỗi một cái khu vực nó đều đi cái nét này để mà nó thể hiện rõ ràng rằng cái chu vi của từng khu vực một nó là như thế nào. Đấy. Phần tiếp nữa, phần splatter. Phần splatter thì nó sẽ hơi khác một tí, nó giống như là một cái bức hình mà nó được vẽ bằng cách là phun sơn phun màu, và nó sẽ có cái độ nhòe giữa ranh giới các cái vùng. Đấy, thì bằng cách là thay đổi cái spray radius này. Spray là cái gì? Spray là cái, các bạn có biết cái hộp sơn xịt đúng không? Đấy, và người ta tô bằng cách nào? Người ta bấm cái hộp sơn và người ta di cái hộp sơn đó từ trái qua phải, từ trên xuống dưới theo cái đường ngang như thế này, đúng không? Và cái này nó đang mô phỏng một chút cái thao tác là sơn xịt để vẽ ra, để tô một cái gì đó. Đấy. Sprayer stroke thì cũng là cái dạng như thế, cũng là mô phỏng cái sơn, nhưng lúc này thì nó sẽ rõ ràng hơn về cái thao tác. Thường thì là cái thao tác là di đi di lại đấy, và di theo một cái chiều nào đó, hoặc là ngang, hoặc là chéo, hoặc là dọc gì đó, thì cái phần này nó sẽ làm rõ cái hiệu ứng gọi là mang tính di đi di lại của cái sơn đó. Sumiye này thì nó cũng có một cái gì đó nó tương đối giống như là cái phần dust stroke. Đấy, cũng chú trọng tới những cái phần mảng đen. Đây là cái tên gọi nó hơi giống như là một cái cách vẽ của Nhật Bản. Đấy, nó hơi có cái tính chất là thủy mặc một tí. Nó chú trọng rất là nhiều tới những cái phần mảng đen, nét đen ở trong, hoặc là khu vực tối ở trong cái bức vẽ. Thì đấy là cái nhóm thứ hai. Đó là brush stroke, chủ yếu là nó tập trung vào các hiệu ứng của nét, hay là ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái phần mà ranh giới phân biệt giữa cái vùng nọ vùng kia, và hơi có cái tính chất gọi là nét bút một chút. Distort thì như tôi nói vừa rồi, đó là biến đổi cái bức ảnh bằng các phương pháp khác nhau. Trong cái nhóm distort thực sự thì nó có nhiều tùy chọn hơn rất là nhiều, tuy nhiên nó cho phép hoạt động một cách hoàn hảo ở trên cái môi trường filter gallery, thì nó chỉ cung cấp cho chúng ta ba lựa chọn thôi, bao gồm có diffuse glow này, thứ hai là glass này, và thứ ba là ocean ripple. Thế thì diffuse glow này thì nó cũng là một cái dạng mà nó hơi giống như là cái phần glow ở trên này, film grain này, nó hơi giống như film grain, nhưng mà cái phần diffuse glow này thì các bạn sẽ thấy rằng nó tăng cái độ nhiễu sáng trắng vào đây nhiều hơn. Đấy, và các bạn sẽ thấy rằng là bằng cách là
làm cho cái thay đổi các tham số này đi. Ví dụ như là grain, grain là cái độ nhiễu sáng vào nhiễu ít này, global amount thì nó sẽ làm cho cái phần sáng này nó lan tỏa ra rộng hay hẹp đó, và cái clear amount này thì các bạn sẽ thấy rằng là càng tăng lên thì cái phần chi tiết là nó sẽ rõ ràng hơn. Thế còn nếu mà chúng ta giảm đi thì nó sẽ gần như là phủ phủ trắng rất là nhiều, rất là mạnh ở trên cái bức ảnh. Tùy chọn thứ hai ở trong nhóm distort thì là cái glass. Các bạn có biết cái kính mờ hay là cái kính hoa dâu không nhỉ? Cửa kính kia của chúng ta là cửa kính trong đúng không ạ? Và chúng ta quan sát cái sự vật sau cái kính đó thì nó cũng không có biến đổi gì nhiều, nó chỉ phủ lên một chút phản quang hay là một cái biến dạng nếu có thì nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mà cái tùy chọn glass này thì nó đang mô phỏng là một cái kính mờ, cái kính hoa dâu. Thì cái kính này thì nó sẽ có những cái đường vân hay là những cái gồ ghề lồi lõm ở trên bề mặt, và thông qua cái kính này thì chúng ta sẽ thấy mọi sự nó trở nên mờ ảo hơn, hoặc là nó có biến đổi đi do cái khúc xạ ở những cái bề mặt lồi lõm ở trên cái phần kính đó. Thì chúng ta đang mô phỏng cái việc là nhìn ngắm một cái gì đó, thể hiện cái gì đó thông qua một cái lớp kính, và lớp kính này thì là lớp kính mờ, và đồng thời nữa là nó có cái độ lồi lõm ở trên bề mặt đấy. Thì các bạn sẽ xem đây, ví dụ như là tôi tăng cái scaling này lên đó, đây bạn nhìn rất giống như là chúng ta đang quan sát qua một cái kính mờ đấy. Thế còn trường hợp còn lại ở trong này, Ocean Ripple, thì nó đang mô phỏng là chúng ta đang nhìn một cái cảnh vật gì đó ở dưới mặt nước đó. Tôi đứng ở trên bờ hay tôi đứng ở trên một cái gì đó nổi trên mặt nước và tôi nhìn xuống dưới mặt nước, thì mặt nước đó nó vừa như gương, nó in hình những cái phong cảnh, quang cảnh ở xung quanh xuống mặt nước. Nhưng mà mặt nước này thì lại không phải là một mặt nước tĩnh, mà nó lại là gì đây, ocean, mặt đại dương, mà mặt biển, thì nó sẽ có những gợn sóng, và khi những cái gợn sóng đó nó xuất hiện thì nó làm cho cái hình ảnh của chúng ta nó bị rung rinh và nó nhòe đi ít nhiều theo cái làn sóng đó. Thì nó đang mô phỏng cái hiện tượng là chúng ta quan sát một cái cảnh vật gì đó in hình xuống dưới mặt nước, mà mặt nước này nó có chuyển động đấy. Thì đấy là cái nhóm thứ ba, đó là distort. Tí nữa thì tôi có thể giới thiệu thêm một vài cái bộ lọc khác mà không chạy được ở trong cái nhóm distort ở trong filter gallery này. Thế còn nhóm thứ tư thì vừa nãy tôi cũng đã giới thiệu qua, đó là cái cách thức mô phỏng một cái hình ảnh sang thành những cái phương thức nó giống như là vẽ phác thảo đấy, nó sẽ gần gần như thế. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có một vài kiểu, ví dụ như là bus reply này, rồi thì cái vẽ phấn này đúng không, rồi chrome này thì nó lại hơi giống một tí với cái thằng thằng plastic ở trên kia đấy, crayon này, phấn màu này, graphic pen này, vẽ bằng nét bút này đúng không, half tone này, thể hiện bằng màu nửa tông này đấy, vẽ và khắc trên giấy này, photocopy này. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có một chút là nó hơi giống cái phần trên, cái phần neon glow, có nghĩa là nó sẽ chịu ảnh hưởng. Ở đây nó phân ra mấy cái, một là nó sẽ biến đổi sang cái dạng là nét đánh trắng, hoặc là chịu ảnh hưởng của tông màu thuộc về gì đấy, thuộc về cái màu tiền cảnh. Màu tiền cảnh có màu gì thì nó cũng sẽ làm cho cái bức hình của chúng ta nó sẽ có màu đấy. Đấy, ví dụ như tôi chuyển sang màu vàng chẳng hạn. Bây giờ chúng ta bật lại đây thì chúng ta cũng quan sát thấy ngay là trong một số trường hợp khi mà chúng ta sẽ sử dụng cái sketch này thì nó sẽ biến đổi cái bức hình của chúng ta, nó mang cái tính chất của màu màu tiền cảnh đấy. Nhưng mà cũng như thế này đấy, nó thể hiện ít hay nhiều thì tùy vào cái bộ lọc khác nhau.
Đấy, có những cái thì nó chú trọng rất nhiều tới cái phần mà sáng tối, và đồng thời nó đưa thêm những cái màu đấy vào. Ví dụ như trong trường hợp như này thì các bạn thấy là chỉ có cái màu chính thể hiện và những cái mảng sáng tối này thôi. Chi tiết thì sẽ thể hiện bằng cái tham số là ở phía trên này. Nhưng mà ví dụ như thằng Chrome này chẳng hạn, thì bất kể là các bạn dùng cái màu gì ở màu tiền cạnh, nó cũng mặc sát, nó chuyển sang cái tông sáng như thế này, và nó mô phỏng cái gì, nó mô phỏng là hơi giống cái phần mà phần plastic ở trên trên artistic này. Đây các bạn quan sát, plastic wrap là tôi mô phỏng là cái ảnh này được phủ lên bằng một lớp plastic. Thế nhưng mà ở dưới này, cái chrome này, thì các bạn sẽ nhìn thấy là giống như là một cái lớp kim loại nó đổ phủ lên trên cái bức hình. Đấy. Hay đây, graphic pen nó sẽ thể hiện là cái vẽ bằng các cái nét bút chéo đó, photocopy, plaster. Đấy, hầu hết thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó cứ ngả theo tông màu của cái màu tiền cạnh đó. Stamp, tonnage, có riêng cái hàng này thôi. Cái watercolor này thì nó không phụ thuộc vào cái màu tiền cạnh, mà nó sẽ giữ nguyên tông của cái bức ảnh. Tuy nhiên thì nó can thiệp vào đây, đó là cái những cái nét thể hiện dài hay ngắn, nhiều hay ít, đúng không? Độ sáng cao hay thấp đấy, và độ tương phản cao hay thấp ở trong này đấy, nó vẫn vẫn duy trì. Riêng cái trường hợp này là trường hợp đặc biệt ở trong cái đám này, là nó không phụ thuộc vào màu đen trắng hay là màu tiền cạnh, mà nó sẽ giữ nguyên tông của tông gốc của bức ảnh. Tiếp nữa, phần stylist này, thì nó chỉ cho chúng ta có duy nhất một cái được chạy ở trên môi trường Filter Gallery thôi, đó là phần glowing edge. Thì các bạn nếu mà đã từng quan sát những cái biển quảng cáo đèn neon màu vào buổi tối, thì các bạn sẽ thấy rằng nó mô phỏng cái hiệu ứng đó. Đấy. Đèn neon ở đây không phải là đèn neon to nhé, đèn neon uốn, hoặc là bây giờ chúng ta cũng có rất là nhiều những cái đèn led uốn mà chạy theo đường viền của những cái mảng miếng trang trí ở trên cái biển ấy, thì nó mô phỏng cái dạng đó. Tất cả những cái phần nào mà thuộc về chu vi của một mảng nọ với mảng kia thì hầu hết là đều được viền lên một cái viền rất là rõ và sáng, giống như chúng ta mắc đèn neon chạy theo cái biên của cái khu vực đó. Thì đấy là cái hiệu ứng nằm ở trong cái nhóm stylist này, và ở đây chúng ta chỉ thấy có duy nhất một cái. Tất nhiên ở trong thực tế thì nó còn cung cấp cho các bạn vài kiểu nữa cơ, nhưng mà chúng ta phải gọi ở chỗ khác chứ không gọi được ở trong cái thư viện Filter Gallery này. Thế còn cái cuối cùng thì texture, thì nó mô phỏng chủ yếu là về cái chất liệu, cái nền mà chúng ta sẽ vẽ cái hình đó lên là cái gì, đúng không? Ví dụ như là cái Cancora này thì nó mô phỏng một cái chất giấy dày, chất giấy sần đấy, và chúng ta sẽ có những cái crack spacing này, đúng không? Crack deep này đấy, thì đây là cái khoảng cách giữa các cái vết những cái vết ở trên bề mặt giấy là như thế nào, cách nhau ra xa hay là gần nhau, đúng không? Crack deep này thì là nó sẽ mô phỏng là cái vết này nó sâu hay là nó nông, đúng không? Crack brightness này thì nó sẽ cho chúng ta là thay đổi cái độ sáng bề mặt của cái chất liệu giấy sần này. Đấy. Hay là grain, thì quay trở lại nó tương đối giống như là cái nhóm phim grain này, tức là cũng đưa thêm nhiễu vào, và tất nhiên đưa nhiễu vào, đưa hạt nhiễu vào thì nó sẽ làm cho cái chất liệu bề mặt nó trở nên xốp hơn. Đấy. Mosaic thì trong trường hợp này thì các bạn có thể hình dung nó hơi giống như là những cái mảnh ghép. Lấy ví dụ thì chắc các bạn đều đã từng đi xem những cái bức tranh ở trên con đường gốm sứ rồi đúng không ạ? Đấy, ở đường D ấy, thì các bạn sẽ hình dung rằng đây là một cái bức tranh mà nó sẽ được tạo ra bởi rất là nhiều các cái miếng nhỏ ghép vào với nhau. Thế còn những cái tham số ở đây thì nó sẽ giúp chúng ta là thiết lập những cái mảnh này, đúng không? Cái tile size này thì nó sẽ làm cho những cái mảnh này là mảnh nhỏ hay mảnh to, đúng không? Đấy. Và những cái khe này
là những cái khe này là nó rộng hay nó hẹp. Đấy. Giữa những cái mảng này rộng hay hẹp. Đúng. Và cuối cùng là cái phần lighting này thì nó sẽ làm cho cái sáng hay tối. Thì các bạn có thể điều chỉnh tham số để cho nó hiển thị theo ý mình. Cái patchwork này thì nó lại đi theo một cái hướng hơi khác một tí. Thì nó không giống như mosaic tile mà nó hơi giống như là một cái chương một cái gạch lát trang trí. Bình thường các bạn nếu như các bạn nhìn thấy là gạch ốp trên tường ấy, gạch ốp trên tường thì thường là nó sẽ có một cái hoa văn hay là màu sắc nào đó nó tương đối là đồng nhất, nhưng mà cũng có những cái trường hợp là người ta có những cái chủ đề cụ thể. Đấy, thường là các bạn nhìn thấy nó ốp ở trong nhà tắm này hay là nó ốp ở trong trong nhà bếp này. Đấy thì nó sẽ có những chủ đề cụ thể, ví dụ rau củ quả hay là một cái phong cảnh nào đấy. Thế thì mỗi viên thì nó lại ghép vào với nhau, nó tạo thành một cái chủ đề hoàn chỉnh. Thì cái này nó hơi có mang tính chất mô phỏng rằng là những cái mảnh này, những cái mảnh gạch này nó ghép vào với nhau để tạo ra một cái chủ đề nào đó. Thế còn là trường hợp thứ năm ở đây, ở trong cái nhóm texture này thì là cái stained glass này, thì nó mô phỏng là một cái tranh trang trí bằng kính màu. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái bức tranh kính màu chưa nhỉ? Hay là các bạn đã bao giờ đi vào nhà thờ chưa? Đấy, các bạn vào nhà thờ thì các bạn sẽ hay thấy là có những cái cửa sổ người ta làm bằng kính màu, làm theo các chủ đề khác nhau, có thể là chủ đề đơn giản là chủ đề quen thuộc là chủ đề về tôn giáo, nhưng cũng có thể là nó chỉ là những cái mảng màu trang trí với nhau thôi, và khi ánh sáng chiếu qua những cái mảng kính màu khác nhau đó thì nó tạo ra rất là nhiều cái ánh sáng lung linh và màu sắc nó chiếu vào trong không gian nhà thờ. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái trường hợp này là nó đang mô phỏng, là biến đổi một cái bức ảnh của các bạn thành ra một cái bức tranh mô phỏng theo một cái tranh kính màu. Đấy, gồm có rất là nhiều mảnh kính, và giữa các mảnh kính này thì nó sẽ có những cái ghép nối bằng cái kim loại, thường là người ta dùng chì. Thì các bạn có thể thay đổi cái tham số này là cell size này, thì nó sẽ làm cho các mảnh kính này nó lớn lên hay là nó bé đi. Tuy nhiên hãy lưu ý rằng là cái cell size này nếu mà các bạn làm càng to thì cái hình của chúng ta nó càng trở nên là trừu tượng hơn, tức là nó không còn nhiều chi tiết nữa. Đấy. Border thickness này là nó giải quyết là cái độ dày giữa các cái miếng ghép. Đấy. Là dày hay mỏng. Đấy, và cái light density này thì cái độ chiếu sáng nó mạnh hay nhẹ, nó phủ rộng hay 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 là hẹp, vân vân. Thì đấy là cái mô phỏng về kính màu. Thế còn cuối cùng thì chúng ta có texture, thì cái này thì nó lại quay trở lại một cái tương đối là quen thuộc, đó là mô phỏng một cái hình vẽ này được vẽ lên trên chất liệu gì. Đấy, nó cũng có những thứ mà mang tính cũng hơi lặp đi lặp lại ở trong các nhóm đấy. Thế thì sau khi mà các bạn thử nghiệm thì các bạn sẽ thấy rằng là trong cùng một cái ý tưởng như thế này thì tôi sẽ thử nghiệm được đấy, chất liệu như thế này hay là cái cách biến đổi như thế này nó đã phù hợp hay chưa, và nếu chưa thấy hài lòng thì chúng ta lại bấm sang chúng ta tìm những cái kế cận ở trong cùng một nhóm để chúng ta xem là một ý tưởng như thế thì từ cái ý tưởng mà chúng ta suy nghĩ trong đầu cho tới lúc mà nó thực hiện vào thực tế thì cái nào nó sẽ đem lại sự hài lòng tốt hơn hoặc là giống hơn so với lại mong muốn của mình. Đấy thì cái sự cách mạng đem lại của cái Feature Gallery này nó chính là cái đoạn là so sánh được cái nào hợp lý hơn cái nào trước khi mà chúng ta đi đến quyết định. Đấy, và cách sử dụng thì nó thực ra là rất trực quan và nó rất là dễ như thế này. Và sau khi mà chúng ta làm xong, chúng ta cảm thấy hài lòng rồi thì có mỗi một thao tác rất là đơn giản thôi, đó là nhấp OK để mà các bạn áp những cái hiệu ứng đó vào trong cái bức ảnh của các bạn. Tuy nhiên tôi cũng lại nói thêm một cái vấn đề như thế này. Dù là sử dụng dễ hay là khó, sử dụng ở trong cái bộ lọc rời hay là ở trong Feature Gallery, thì cái bức ảnh một khi mà đã được áp dụng cái Feature Gallery hay là cái bộ lọc rời thì cái filter này nó cũng can thiệp rất là mạnh vào trong bức ảnh,
hoặc là nó xáo trộn vị trí của điểm ảnh, hoặc là nó thêm bớt những cái hiệu ứng hoặc là ánh sáng vào, và nó làm cho những cái điểm ảnh gốc nó thay đổi đi rất là nhiều. Thế thì cũng như là các cái phần trước đó thì tôi cũng có một cảnh báo luôn cho các bạn là cái gì? Đó là việc bảo toàn những cái giá trị gốc của cái bức ảnh hoặc là tài liệu nó rất là quan trọng. Tại vì là khi mà chúng ta làm thì các bạn đã biết là Photoshop nó ưu tiên, nó mặc định cho chúng ta là 20 bước undo đúng không? Thế và cái việc mà thử nghiệm những cái thử nghiệm những cái bộ lọc này nó là cả một cái vấn đề rất là lớn, số lượng bộ lọc rất là nhiều, ở trong cùng một nhóm với nhau thì nó cũng có rất là nhiều biến thể khác nhau, để mà chúng ta thử nghiệm và chúng ta lựa chọn được một cái nào đó. Nếu mà chúng ta làm thì nó sẽ rất mất nhiều thời gian và rất là nhiều bước. Do đó thì đến lúc mà chúng ta làm quá đi một cái gì đó mà chúng ta đã lỡ lưu lại rồi thì nó rất là khó cho chúng ta trong cái trường hợp mà chúng ta muốn khôi phục lại. Thế thì trong trường hợp mà làm như thế này thì chúng ta nên làm theo một cái phương thức, đó là đừng làm trực tiếp lên trên cái bức ảnh gốc, mà lúc đó chúng ta sẽ làm theo một phương thức khác. Phương thức khác đó là gì? Phương thức là Smart Filter. Smart Filter là gì? Chúng ta đã biết cái khái niệm là Smart Object rồi, đúng không? Thế thì nhưng mà Smart Object thì nó lại có một cái vấn đề như này. Hôm trước chúng ta lại trao đổi với nhau là Smart Object nó không cho phép chúng ta can thiệp vào và nó bảo vệ các thông tin cũng như là điểm ảnh gốc, đúng không nào? Thế vậy thì làm sao mà cái thằng Smart Filter này thì nó lại áp dụng được vào? Tại vì đã sử dụng filter có nghĩa là chúng ta xáo trộn, chúng ta can thiệp vào các điểm ảnh gốc. Thế nhưng mà Smart Object lại không cho chúng ta đụng chạm vào điểm ảnh gốc mà bảo vệ nó. Vậy thì Smart Filter nó hoạt động như thế nào? Đây chúng ta cùng nhau xem. Trong filter nếu mở ra thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái tùy chọn nữa là cái đây Convert to Smart Filter. Đấy. Convert to Smart Filter là gì? Là biến đổi cái đối tượng mà chúng ta đang muốn xử lý thành một đối tượng Smart Object. Sau đó thì chúng ta mới áp dụng cái filter. Vậy thì cái điều này thì có đem lại cái lợi ích gì hay cái sự khác biệt gì trong cái thao tác? Tôi có lẽ là lấy một cái bức ảnh khác nhé. Bức ảnh này nó hơi rộng quá. Chúng ta lấy một cái bức ảnh khác nhỏ hơn để chúng ta quan sát. Xem nào, đây, lấy thử cái này đi. Đây, một bức ảnh như thế này. Bây giờ tôi duplicate nó lên. Image duplicate. Tôi có cái bức ảnh thứ hai và tôi để range này ở góc độ là hai cửa sổ mở song song để chúng ta quan sát. Đó. Thế cái bức ảnh thứ nhất thì tôi áp dụng thử một cái bộ lọc. Ví dụ như là tôi chọn bộ lọc Steiner Glass chẳng hạn. Ok, đến đây tôi có được một cái bức ảnh đã được áp cái filter vào và hiệu ứng nó đem lại cũng tương đối là lạ mắt. Tuy nhiên cái layer này đã bị can thiệp vào và chúng ta đã nhìn thấy là nó không còn giống như cái ảnh gốc nữa. Đó. Nếu như bây giờ mà tôi đã chót lỡ là tôi save và tôi đóng cái ảnh lại rồi, ok, vậy là nó vĩnh viễn là nó sẽ như thế này. Chúng ta không khôi phục lại được cái ảnh gốc nữa. Có hai vấn đề nhé, có hai vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Một là gì? Bảo toàn ảnh gốc để nếu như mà khách hàng không hài lòng hoặc chính chúng ta không hài lòng thì chúng ta có thể đưa ra một phương án khác thay thế. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta làm việc trực tiếp lên trên cái layer ảnh gốc, can thiệp vào những cái điểm ảnh gốc rồi thì cái việc mà hồi tố lại nó đôi lúc là không thể nếu chúng ta đã chót đóng lại, chúng ta đã lưu rồi. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta cũng cần có những cái mà bản thân chúng ta đôi lúc chúng ta cũng cần xem lại chúng ta làm như thế nào. Đấy. Hoặc giả tôi chuyển một cái tài liệu thì người khác cũng có thể là từ cái tài liệu đó họ học hỏi được một cái gì đó. Nhưng mà cái cách mà làm việc bằng filter trực tiếp này thì không giúp cho chúng ta xem lại cái quá trình làm, và nó cũng lại có một cái vấn đề là những người khác cũng không học hỏi được. Filter dùng rất dễ, thực ra dùng dễ vô cùng, chỉ có chọn bấm trượt 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 vài cái tham số để xem nó thay đổi thế nào và nhấn ok là xong.
ai cũng làm được, nhưng làm ra được một cái feature mang tính hiệu quả thì chúng ta thường thường là sẽ phải kết hợp nhiều feature với nhau đấy, và feature nào kết hợp với feature nào làm trước, feature nào làm sau thì nó lại là một vấn đề khác. Và bản thân khi mà chúng ta trồng nhiều feature vào với nhau, mỗi một feature nó lại đảo lộn cái điểm ảnh đi một lần, thì ngay chính chúng ta nếu chúng ta có nhiều kinh nghiệm rồi, đôi lúc chúng ta cũng không đọc hết được là mỗi bức ảnh như thế này đã được sử dụng bao nhiêu feature và dùng với cái mức độ như thế nào. Đấy là chính chúng ta làm nhé, chứ còn nói là người khác mà nhìn cái sản phẩm của chúng ta để mà đọc ra để mà làm theo thì đấy là một cái trường hợp mà gần như là bất khả kháng, rất khó. Người có kinh nghiệm người ta có thể đọc ra được một phần nhưng không bao giờ đọc hết được. Tôi nhìn tôi cũng có thể đọc ra à cái sản phẩm này người ta dùng bộ lọc gì đấy, nhưng mà thường thì không đọc hết được nếu như mà áp dụng vài lần filter khác nhau. Thế nhưng mà đối với Smart Filter thì nó lại giúp chúng ta giải quyết như thế này. Đây các bạn quan sát, thay vì việc dùng luôn cái này thì tôi sẽ vào đây tôi chọn filter và tôi chọn đây, đầu tiên chúng ta thấy thêm một cái như này nhé, đó là cái lệnh Ctrl F. Lệnh này là lệnh gì? Lệnh này là lệnh nhắc lại cái filter vừa dùng đấy, nhắc lại cái filter vừa dùng. Ví dụ bây giờ tôi không cần phải làm thêm gì nữa, tôi mở ra và tôi chọn cái filter gallery này và tôi chọn cái Ctrl F này, lập tức cái này nó sẽ làm giống như bên này ngay, tức là nó vẫn ghi nhớ lại tham số và các kiểu làm của cái bước làm gần nhất trong cái filter gallery đó, hoặc là cái filter nào đó kể cả đơn lẻ đi trước đấy vừa dùng thì dùng như thế nào, thì chúng ta chỉ cần bấm vào lệnh Ctrl F nó lặp lại một lần y xì như thế luôn cho các bạn luôn. Thế nhưng mà đây bây giờ tôi không dùng cái đó nữa mà tôi dùng vào lệnh thứ hai, đó là convert to smart filter. Ở đây có phải là smart object không? Không phải đúng không? Chúng ta không nhìn thấy cái biểu tượng đặc biệt của cái smart object ở đây. Bây giờ tôi bấm chọn vào convert to smart object. Nó sẽ đưa ra cảnh báo tại vì là nó sẽ biến đổi cái layer này của chúng ta, cái đối tượng này của chúng ta sang thành smart object. Đấy. Trước tiên là như thế đã áp dụng filter chưa? Chưa, đúng không? Và chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy là nó biến đổi cái đối tượng của chúng ta trở thành một smart object đã. Và bây giờ tôi chọn tiếp, nếu bây giờ tôi ấn filter gallery lần nữa nó mở ra, đây tôi nhập ok được chưa, hai bên này có giống nhau không ạ? Giống nhau đúng không, nhưng bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái sự khác nhau là như thế nào này. Đây nhìn nhá, đây là cái cửa sổ bên phải, cái cửa sổ mà chạy Smart Filter, và bây giờ tôi bấm lại sang cái cửa sổ bên trái đây, thì các bạn nhìn thấy là background này vẫn là background, nó chỉ thêm cái hiệu ứng ngay vào trong lớp đó thôi, nhưng bên này thì sao, đây nó xuất hiện thêm một cái lớp nằm ở dưới này, nhìn thoáng qua các bạn sẽ thấy nó hơi hơi giống tương tự như là cái layer style đúng không, và các bạn nhìn thấy là tôi có một cái mắt ở đây, nếu như tôi tắt cái mắt này đi cái ảnh này có còn giống ảnh gốc không, giống ảnh gốc đúng không, tôi tắt cái mắt đây thì là nó lại giống ảnh gốc, tôi bật lên thì nó lại thể hiện cho tôi là gì đây ạ, gán filter vào thì trông nó như thế nào, và bằng cách như thế này thì tôi luôn luôn duy trì được cái ảnh gốc không bị mất đi, không bị thay đổi, và như thế thì tôi có thể thử nghiệm rất nhiều phương án khác nhau, và kể cả trong trường hợp là phương án này nếu như khách hàng hoặc chính bản thân tôi cảm thấy là gần hài lòng rồi nhưng có một vài chi tiết nào đó, có một vài tham số nào đó tôi muốn thay đổi thêm một tí thì tôi sẽ làm như sau. Đây tôi bấm vào cái filter gallery đây đó, nó lại mở ra và điều quan trọng là gì đây, tôi có thể điều chỉnh tiếp được đấy, các bạn nhìn đây này, tôi có thể điều chỉnh tiếp được tham số, sau đó tôi cập nhật thì nó lại biến đổi theo cái cập nhật mới của tôi, có nghĩa là tôi có trừ một cái chỗ ra để cho khách hàng yêu cầu thì tôi có thể thêm bớt, tôi có thể sửa chữa hoặc tôi có thể thay đổi được đấy, và bản thân tôi cũng có thể thay đổi được, và ở một mức độ cao hơn nữa hay là xa hơn nữa đó là khi tôi chuyển cái file này cho người khác thì người khác thông qua cái file này của tôi người ta có thể học được là tôi làm ra cái này thì tôi đã làm bằng bộ lọc nào và tham số nó là bao nhiêu. Cái này thì chịu thua, không ai có thể nói được
rằng là cái này được làm bằng cách như thế nào, hoặc là tham số chính xác là bao nhiêu. Nếu như người ta có kinh nghiệm một chút, người ta có thể đọc ra, nhưng người ta cũng không thể ra được một cái tham số chính xác. Nhưng đối với cái Smart này thì các bạn hoàn toàn có thể khai báo luôn. Đây, nhấp vào đây thì chúng ta nhìn luôn cực kỳ rõ ràng tên bộ lọc là gì, tham số sử dụng bao nhiêu. Một người mới đụng vào cũng có thể đọc ra được là tham số này nó là như thế nào bằng cách là mở cái Smart Filter ra để mà xem các tham số khai báo trong đó, và sau khi xem lại biết được nó là bao bao nhiêu ở con trường thứ nhất, bao nhiêu con trường thứ hai, bao nhiêu con trường thứ ba, vân vân, thì bạn có thể lặp lại được một cách hoàn toàn giống như thế bằng cách là học hỏi từ những cái sản phẩm đã có rồi. Thế đây là một cái cải tiến mà tôi cho rằng cực kỳ văn minh, cực kỳ là hữu dụng cho chúng ta trong cái quá trình làm. Một cái việc mà tô tô thay đổi màu mà không hài lòng chỉnh lại đã là khó rồi, nhưng đặc biệt đối với filter thì càng khó, bởi vì nó thông qua các thuật toán riêng của từng cái filter này thì nó đã làm xáo trộn hoặc là thêm bớt rất nhiều thứ vào trong điểm ảnh gốc rồi. Do đó thì sử dụng Smart Filter là một cái cách mà rất rất là văn minh và nó an toàn cho chúng ta. Nó cho phép chúng ta thử nghiệm nhiều phương án khác nhau, nó cho phép chúng ta gia giảm các tham số nếu như chúng ta cảm thấy chưa hài lòng. Đấy, bằng cách như thế này thì các bạn làm việc nó sẽ trở nên là thoải mái hơn rất nhiều, tìm tòi hơn rất nhiều, và điều quan trọng nhất là bảo toàn được cái ảnh gốc. Một khi mà chúng ta không hài lòng, ta vẫn có một cái ảnh gốc nguyên vẹn để mà chúng ta triển khai làm các phương án khác hoặc tìm tòi các phương án khác.